Bây giờ là thời lượng tin nhanh 5 phút của Đài Phạm Thanh và Trường Thời Tiên Huế. Xin chào quý vị và tôi là Diệu Hiền. Khoảng 14 giờ chiều nay, bão số 4 có tên quốc tế là Solid đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đổ bộ đất liền các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị với sức gió mạnh nhất cấp 7 và cấp 10. Một số khu vực thuộc Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh tiếp tục mưa rất lớn vùng giò trên cấp 6 được nhận định mở rộng từ khu vực ven biển đất liền hà tĩnh đến thừa thiên huế như vậy đến thời điểm hiện tại khu vực từ đà nẵng trở vào nguy cơ về gió mạnh của cơn bão số 4 này có thể tạm không đáng ngại tuy nhiên về mưa lớn ở đà nẵng thừa thiên huế còn tiếp tục trong chiều nay và sau đó giảm dần Để đảm bảo an toàn phòng tránh các tai nạn có thể xảy ra do ảnh hưởng của bão số 4, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ sáng 19 tháng 9 cho đến khi có thông báo tiếp theo. Các địa phương yêu cầu các trường học tuy diễn biến của áp thấp nhiệt đới và bão chủ động cho học sinh nghỉ học hoặc cả cuộc họp, cuộc thi, hội nghị chưa cấp bách. Ngay trong sáng nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đức Tiến cùng các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 4 tại cảng cá cả Thuận An, các khu neo đầu và khu vực sung yếu các địa phương ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Các lực lượng của tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã kêu gọi 1.884 phương tiện với 10.685 lao động vào bờ neo đầu an toàn Cùng trong xã nay, lãnh đạo huyện Phong Điền, địa phương gần vùng tâm bão nhất, đã đi kiểm tra công tác ứng phó tại thôn Mane, xã Phong Dương, thôn Tân Bình, xã Phong Bình, khu vực ven biển ở xã Điền Hương và thôn 10 của xã Điền Hòa và một số vùng sung yếu trên địa bàn huyện. Hiện cả địa phương vẫn đang theo dõi sát sao, nắm chắc diễn biến tình hình để chủ động ứng phó với phương châm bổn tại chỗ, tổ chức di dời cả khu dân ở cả vùng thấp trùng để nơi trú ẩn an toàn kiểm soát cảm biển cảnh báo hướng dẫn giao thông nhất là ở những nơi bị ngập lụt và khu vực nước chảy xiết nhằm đảm bảo an toàn tài sản tính mạng cho nhân dân. Tại huyện Nam Đông, trong ngày hôm qua đã thực hiện sơ tán 34 hồ với 119 nhân khẩu đến vị trí an toàn. Huyện Quảng Điền huy động hơn 150 dân quân từ về địa phương và người dân để gia cổ 50m kè hỏi hàng tổng xã Quảng Phước với 260m khối đá hộc. Một số thiệt hại ban đầu cũng đã được ghi nhận tại huyện Phủ Văn trong ngày hôm qua khi lúc xảy đã làm cho một người bị thương nhẹ, tốc mãi nhà, công trình phụ của 12 hộ dân xã Phủ Hồ và Phủ Xuân. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 9, do ảnh hưởng của bão số 4 nên trên địa bàn thành phố có mưa lớn khiến một số tuyến đường bị ngập cục bộ. Dù kinh nghiệm từ những năm trước, nhiều người dân đã chủ động đưa ô tô đến khu vực cao ráo để tránh bị ngập lụt. Theo báo cáo nhanh, công tác triển khai ứng phó với bão số 4 của Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay cả công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy Điền trên địa bàn tỉnh vẫn đang ở mực nước thấp nên hoàn toàn có thể cắt lũ trên các sông. Công tác vận hành đảm bảo toàn hồ đập cũng thường xuyên được theo dõi giảm sát chặt chẽ. Theo dự báo từ hôm nay 19 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9, trên các sông khu vực Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Ban chỉ huy phòng chống bạo lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng đã liên tục phạt đi cảnh báo, cập nhật về tình hình mưa lũ để người dân chủ động phòng ngừa. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề xuất chính phủ một số nội dung chính sách cụ thể đối với các ngành, lĩnh vực và địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất từ bão số 3, gồm tàu cả khách thác thủy hải sản, tàu du lịch, lồng bè núi trồng thủy hải sản trên mặt biển, sông, suối, ao à hồ, Cụ thể, VCCI đề xuất hỗ trợ thiệt hại thực tế đối với lông bè nuôi trồng thủy hải sản theo Nghị định 02-2017 NDCP, đồng thời cân nhắc việc tăng mức tiền hỗ trợ và áp dụng cho cả các doanh nghiệp nuôi trồng thủy hải sản. Bên cạnh đó, miễn tiền thuê mặt nước đến hết năm 2025, miệng các loại phí và lê phí có liên quan. Ngoài ra, nhà nước hỗ trợ 50 đến 70% chi phí mua bảo hiểm cho các loài tàu cá, tàu du lịch đến hết năm 2025 cân nhắc việc miễn hoặc giảm 50% số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các khoản bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn trong khoảng 4 tháng đến 6 tháng. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết, tỉnh đến hết ngày 18 tháng 9 đã tiếp nhận ủng hộ các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả bão số 3 của 491 tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị cá nhân với số tiền hơn 15 tỷ đồng trong đó, số tiền chuyển vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh là 14,8 tỷ đồng, 600 đô la Mỹ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết sẽ tiếp nhận ủng hộ cho đến hết ngày 10 tháng 10 năm 2024. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 5 phút ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ngại, chào tạm biệt.